Ngoài Blu-ray và DVD, quý vị có thể mua bản gốc trên sbtngo.com và bấm vào Digital Edition, bản gốc và hãy chọn sản phẩm mà mình muốn. Quý vị có thể bấm vào sản phẩm đó và chọn mua ngay. Sau khi bấm vào Buy, quý vị có thể điền email và tạo cho mình mật mã. Nếu đã có account sbtngo rồi, thì xin hãy login vào. Kế tiếp, xin hãy điền tên và số thẻ tín dụng rồi hoàn tất trả tiền. Sau khi hoàn tất trả tiền, quý vị sẽ nhận một email có đường link download tải về máy hoặc xem trực tiếp trên máy vi tính. Vừa nhanh vừa tiện. Xin cảm ơn. Xin chào quý khán thính giả theo dõi xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kêu gọi quý vị ủng hộ cho SPTN bằng cách mua DVD những ngày xưa thân ái để chúng tôi có đủ phương tiện để gửi đến cho quý vị những cái chương trình có giá trị nghệ thuật cao trong những ngày sắp tới và một điều nữa SPDN kêu gọi chúng ta hãy uh, cất lên tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong chuyện say no to racism, có nghĩa rằng là chúng ta không chấp nhận sự kỳ thị chủng tộc ở tại đất nước Mỹ. Đó là những điều mà chúng tôi xin nhắc nhở và kêu gọi quý vị. Và nói về cái chuyện kỳ thị nó cũng liên quan đến trong thời điểm này liên quan đến chuyện dịch COVID-19 với những cái ngôn từ mà dùng ám chỉ rằng là nguồn gốc bệnh dịch này à, từ những chữ như là China virus, cung flu nó làm dấy lên một cái làn sóng bài người châu Á vì họ đổ thừa đây chính là cái bệnh dịch này đến từ Trung Quốc và tất cả những giống dân nào giống như người Trung Quốc nói chung là người Á Châu trở thành đối tượng bị kỳ thị và sự kỳ thị này đến từ những con virus và những cái vấn đề sắp tới. Những con virus này nó có ngồi in một chỗ để cho chúng ta uh, nghĩ rằng mọi chuyện nó sẽ qua hay không. Thì ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cái chương trình nói nhiều hơn về những cái biến chủng virus gây ra những sự e ngại cho các nhà y tế hiện nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Chúng ta biết tất cả những loại mà virus nó đều có những cái biến thể mới và có khi cả hàng ngàn hàng ngàn nhưng mà người ta nhiều khi không tìm ra được nguyên nhân nhưng mà người ta tìm ra sự hiện hữu của nó ví dụ như virus corona virus tức là gọi là covid 19 hiện nay thì cái biến thể của nó đã được xác định và người ta nó đi còn nhanh hơn nữa nhanh hơn là cả covid 19 nữa nhưng mà nó đi nhanh như thế nào và nó hiện hữu ở mức độ như nào cho đến nay đó là vẫn là một câu hỏi lớn người ta chưa tìm ra được nhưng sự hiện hữu của nó là có và ta phát hiện là đầu tiên ở các nước sau đây ví dụ bên Anh Nam uh, Nam Phi và Brazil đó là ba quốc gia mà bây giờ có cái biến thể của Covid 19 nhiều nhất thì uh, để ngăn chặn những cái này người ta bảo là cách duy nhất duy nhất và duy nhất thôi trong khi chưa tìm được vaccine lại mới để mà có thể ngăn chặn nó thì điều duy nhất chúng ta chỉ có thể làm được là gì đeo khẩu trang giữ khoảng cách và hát bài happy birthday lúc mà rửa tay cho khi hết bài đó đó là ba cái phương thức mà cho đến ngày nay cdc ở vẫn hướng dẫn mọi người làm cho dù có chiếc vaccine rồi nhá. cho dù có chiếc vaccine rồi chỉ ngoại trừ trường hợp là tất cả những người trong phòng á, mà đã chích vaccine rồi đó thì ok còn bất kỳ có một người nào chưa vắc vaccine là những người còn lại đều phải đeo khẩu trang và người kia phải đeo khẩu trang luôn và giữ khoảng cách và rửa tay uh, liên tục đó là cái uh, mà người ta cho biết như vậy và bây giờ cái biến thể đầu tiên nó nhiều loại biến thể nó có cái số không biết tại sao có số đặt chẳng hạn như B một năm hai sáu rồi B một bảy bảy đủ thứ hết nhưng mà ở Mỹ thì ở nơi đầu là phát hiện đầu tiên đọc biết đâu Thưa quý vị, có những cái biến thể mà nó uh, phát triển ngay ở tại Hoa Kỳ và trong trong cái chuyện biến thể này thưa quý vị, uh, các nhà y khoa nói chúng ta là các con virus là nó luôn luôn nó biến dạng. Khi sống trong một cái môi trường đủ điều kiện nó biến dạng, nó thay đổi. Và để rõ hơn cái chuyện này trước hết chúng tôi phải nhắc lại. Tất cả các con virus mà gây ra COVID-19 và con virus cúm đều cùng một họ corona với nhau cả và những cùng một họ đó nhưng mà khi nó biến qua cái đủ thứ dạng khác nhau thì nó làm cái cái bệnh tình nó trở nên khác nhau và nó nguy nguy cấp con bệnh SARS ngày trước cũng là một con virus corona đi ra thì thưa quý vị ở tại Hoa Kỳ chúng ta nghe uh, sợ những con virus biến thể từ bên Anh từ bên Nam Phi từ Brazil nhưng mà chính Hoa Kỳ cũng sản sinh ra những con virus riêng của Hoa Kỳ cũng có hàng cũng có hàng nội hóa virus ở Hoa Kỳ. Thí dụ ở tại New York cũng tạo cũng phát hiện ra một cái biến thể mà các nhà khoa học đặt tên là the New York variant có nghĩa là biến thể New York đặt tên là B.1.526 thì đây là một cái ký hiệu uh, có các nhà khoa học chúng tôi không hiểu rõ nhưng mà đây là ký hiệu họ đặt cho biến thể của New York là B.1526. Cái biến thể này được tìm thấy ở tại Hoa Kỳ, ở tại New York khoảng chừng tháng 11 năm ngoái. Và bây giờ cái con virus này nó bị chiếm, coi như là nửa gần một nửa các ca nhiễm bệnh ở tại tiểu bang này, ở tại thành phố thành phố, thành phố, thành phố New York. Yeah. Thì thưa quý vị, những cái con này con những cái biến thể của New York bây giờ xuất hiện ở tại Texas, Wyoming, Maryland và thêm 11 tiểu bang khác và cái chuyện này họ nói rằng là những con virus mà biến thể new york này nó uh, có sự lây lan mạnh hơn những cái con virus khác và trong cái chuyện này có một cái điều chú ý nữa là cái loại virus này thì hình như người ta thấy rằng là các thuốc chủng ngừa uh, nó có thể không có hiệu quả lắm cho cái loại virus này thì bởi vì những loại thuốc chủng ngừa được phát triển trong thời kỳ đầu Và bây giờ những con virus này nó xuất hiện trong thời kỳ sau Cho nên đây cũng là cái điều mà quý vị nên lưu ý thêm Dũng Vâng và cái người ta lo ngại nhất đó là cái như tôi nói đó Cái biến thể này nó lây lan nhanh hơn là cái COVID-19 Nó lây lan nhanh hơn Và nó có thể là uh, dính vào trong người chúng ta mà ngay cả những người đã có cái loại virus uh, virus uh, COVID-19 rồi vẫn bị Và có thể luôn là cái vấn đề gọi là uh, trích uh, vaccine Như anh Long nói bây giờ chúng ta chưa có vaccine để chữa cái này Là bởi vì vaccine nó khi mà người ta phát triển là phát triển từ lúc mà nó chưa có biến thể ra Thành ra chúng ta để ý trong thời gian qua đó uh, Có một số cái loại vaccine mà người ta chế ra đó Người ta bảo là hiệu quả bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm đó chúng ta để ý bên Nam Phi cái mức hiệu quả nó thấp hơn là những nơi khác là có lẽ là do là cái có cái, cả cái con này cái con này trong cái người mà được thử tôi nói ví dụ đi trong cái người A đó là chỉ có Covid-19 thôi thì cái loại thuốc uh, nào đó tôi cho ví dụ như Johnson Johnson đi, vô có thể là chữa được 80% nhưng mà cũng cái thuốc Johnson Johnson đó mà đưa cho cái người ở Nam Phi hoặc là người Brazil thì cái mức độ nó không được 80 phần mà có thể là chỉ 70 phần trăm có nghĩa là có thể là trong người đó có cái loại biến thể này đó là cái mà người ta lo ngại nhất thành ra nếu cái biến thể này mà nó phát triển ở tại 14 tiểu bang của Mỹ thì cái đó nó còn nguy nữa đó là cái điều chúng ta nên biết và đó là cái loại gọi là ở Mỹ còn ở Nam Phi đó, thì nó họ đặt con số khác nó gọi là B 1 B 351 À, cũng là B1.1 cái ở Mỹ cái New York nó bắt đầu nó gọi là năm 26 cái số đuôi năm 26 còn cái Nam Phi nó là 351 tôi không hiểu tại sao mà nó ra 351 nhưng mà nó được phát hiện lúc nào anh Long có biết không Vâng cái con virus này được phát hiện ở bên Nam Phi khoảng chừng đầu tháng 10 năm ngoái và được là công bố vào tháng 12 nhưng mà theo cái bộ y tế của Nam Phi cho biết cái con biến thể virus nam phi nó nguy hiểm ở cái chỗ là là nó lây lan ở người trẻ nó có vẻ nó yeah. có vẻ lây yeah. lan ở người trẻ hơn là cái loại mà virus mà nguyên thủy trước đó thì cái con virus này nó hiện tại bây giờ nó có mặt khoảng chừng trên bốn chục đất bốn chục quốc gia và hoa kỳ cũng đã thấy xuất hiện cái con virus này khoảng chừng hơn một chục quốc gia ở tại hơn hai chục tiểu bang ở tại hoa kỳ thì cái con virus này thưa quý vị thì phải nói rằng là đây là một cái điều khá là nguy hiểm thật người ta thấy rằng là uh, cái con virus này nó có thể uh, các loại vaccine không có tác dụng mạnh ở trên con virus này thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải uh, suy nghĩ rằng là nên phải rất là cẩn thận bởi vì theo các thông báo cho thấy rằng là uh, một số loại vaccine thì thí dụ như uh, như bác sĩ Fauci nói cái loại hai loại vaccine ở tại Hoa Kỳ nhiều nhất là Moderna với lại Pfizer thì cho biết là cái loại Moderna thì cái loại nó không có chống cái con virus từ Nam Phi một cách hiệu quả hiệu quả không có hiệu quả lắm thì đây là điều chúng ta nên chú ý còn với cái loại virus uh, mà của Pfizer thì vaccine này nó có thể là làm cho con virus này yếu đi nhưng mà cũng không có được cái mức hiệu quả thì đây là những điều chúng ta nên lưu ý thì đây là một chúng tôi vừa mới giới thiệu với quý vị hai cái loại biến thể virus một loại hàng nội hóa từ New York một loại từ Nam Phi và những cái thuốc chích người chúng ta đang có nó không có chống một cách mạnh mẽ các loại virus biến thể này xin quý vị tiếp tục giữ bằng tầng SPTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại